đặt một củ tỏi vào chỗ này sau một đêm sẽ giàu nhanh chóng mặt tiền vàng ùn ùn kéo về chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến trong phong thủy có rất nhiều cách để chiêu tài và xua đuổi tà ma nhưng ít ai biết rằng có những cái thứ tưởng chừng như là bị lãng quên lại có những cái tác dụng phong thủy vô cùng to lớn đó chính là củ tỏi theo dân gian thì củ tỏi không chỉ là một loại gia vị mà nó còn có tác dụng lớn trong phong thủy trong cái việc là xua đuổi tà ma nhờ vào cái mùi hương đặc trưng của nó à, nếu mà sử dụng tỏi một cách hợp lý cụ thể là nếu đặt củ tỏi đúng cái vị trí này trong ngôi nhà chỉ sau một đêm thôi quý vị và gia đình sẽ có cơ may đổi vận giàu sang tiền vào như nước vậy thì đó là vị trí nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây một là để tỏi trong phòng ngủ à, thưa quý vị phòng ngủ là một căn phòng riêng được thiết kế được bố trí để là nơi mọi người đi ngủ vào ban đêm hoặc nghỉ ngơi thư giãn vào ban ngày Phòng ngủ là một trong những căn phòng mà giữ cái vị trí quan trọng trong ngôi nhà với cái chức năng là thư giãn, nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe sau cả ngày làm việc căng thẳng hoặc khi cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Tỏi là một loại thực phẩm thuộc họ hành. Đây là một trong những loại cây gia vị dễ trồng ở một đất nước khí hậu nhiệt đới như là Việt Nam. Tỏi sẽ phát triển rất nhanh nếu mà gặp cái thời tiết thuận lợi. Cái việc chăm sóc tỏi cũng rất đơn giản. Chính vì cái điều này có lẽ không ít gia đình Việt Nam, đặc biệt là những cái gia đình ở thành thị ấy, không có nhiều không gian để trồng cây, đã lựa chọn cây tỏi cho cái không gian nhỏ của mình. Đối với người dân Việt Nam thì củ tỏi là một trong những cái gia vị không thể thiếu trong cái những món ăn đậm chất của người Việt, đặc biệt là trong các món nước chấm thần thánh. Ở à, trong cuộc sống hàng ngày thì bên cạnh việc sử dụng tỏi trong các món ăn uống thì tỏi còn có vô vàn những cái công dụng khác nhau, cực kỳ bổ ích như làm thuốc chữa bệnh trong Đông y hay là để trừ tà trong phong thủy vân vân. Hay là theo lời của ông bà xưa ấy, thì tỏi có mùi đặc trưng làm cho yêu ma sợ hãi, mang theo bên mình để tránh được những âm khí, những luồng khí xấu nó ám vào mình. Cái việc để tỏi trong phòng ngủ thì cũng có tác dụng rất tốt cả về mặt sức khỏe lẫn mặt tâm linh. À, sau đây là một số những cái tác dụng của tỏi đặt trong phòng ngủ. Thứ nhất là để xua đuổi ma quỷ và tránh tà khí ám vận. Ngoài những tác dụng về sức khỏe, thì việc đặt tỏi trong giường ngủ ấy cũng có cái ý nghĩa về vấn đề về tâm linh. Khi con người chúng ta chìm vào giấc ngủ, lúc đó thì dương khí sẽ rất yếu, dễ bị âm khí nó xâm nhập vào, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của con người. Để tỏi trong phòng ngủ sẽ xua đuổi đi ma quỷ, xua đuổi âm khí và tránh cái vận khí xấu. À, theo quan niệm của ông bà ta, thì ma quỷ, vong hồn rất sợ cái mùi tỏi, cái mùi hương đặc trưng của tỏi sẽ khiến cho ma quỷ và các vong linh sợ, không dám tới gần. Tỏi càng đậm mùi thì chúng càng không dám tiếp cận với con người thứ hai là đặt tỏi để lưu thông khí huyết và diệt khuẩn Đây là cái tác dụng đầu tiên được kể đến tỏi có tác dụng hành khí khi mà khí huyết lưu thông thì cơ thể các bạn sẽ ngày càng khỏe mạnh ăn uống được tốt hơn đặc biệt là rất hiệu quả trong cái việc giảm đau nhức ở trên cơ thể không những thế khí huyết lưu thông thì đồng thời với cái huyết áp cũng sẽ ổn định giảm được phần lớn các triệu chứng về các bệnh tim mạch thứ ba là ngừa một số bệnh lý à, tỏi rất giàu dinh dưỡng tỏi cung cấp các loại chất dinh dưỡng như là protein này, carbonhidrat này, chlor, vitamin nhóm B, sắt, canxi, kali, mangan, magie hay là photpho. À, theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tỏi có nhiều cái hoạt tính mạnh, nhưng tiêu biểu nhất là tác dụng cơ bản của tỏi ấy, chủ yếu đến từ axilin Cái hoạt tính này có tác dụng rất tốt cho cơ thể để ngăn ngừa và điều trị các bệnh lý khác nhau như là bệnh gan này, làm sạch cái động mạch máu này, hoặc là chữa bệnh cảm lạnh, cảm cúm vân vân. Đặc biệt là nó cần hiệu quả trong các việc điều trị các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Thứ 4 là dễ ngủ thư giãn và giảm căng thẳng. Cái mùi tỏi khá đặc trưng nên chỉ cần để một vài nhánh tỏi trong phòng ngủ, các bạn sẽ cảm nhận được cái mùi vị không lẫn vào đâu được của cái của tỏi này. ăn à, mùi của một lượng tỏi vừa đủ sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Bên cạnh đó, tỏi còn có tác dụng thanh lọc không khí, tránh được những cái ô nhiễm không khí xung quanh nơi bạn ngủ, đảm bảo hít thở không khí được trong lành, làm cho các bạn ngủ ngon hơn. À, khi cơ thể được thoải mái, không khí được thanh lọc cái mùi vị dễ chịu sẽ khiến cho bạn có một cái giấc ngủ ngon sâu hơn đẩy lùi những cái phiền muộn tiêu cực để tận hưởng trọn vẹn nhất cái giấc ngủ của mình và chắc chắn rằng khi có một cái giấc ngủ ngon thì cái ngày làm việc hôm sau của các bạn sẽ tràn đầy năng lượng hứng khởi và hiệu quả à bên cạnh đó thì một số người vẫn hỏi là đặt tỏi như thế nào để mang lại cái tài lộc cũng như là xua đuổi những tà ma và tăng cường cái sức khỏe cho cơ thể à sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi cách làm rất là đơn giản đặt tỏi dưới gối ngủ. Cái việc làm này rất đơn giản, không hề cầu kỳ. Điều bạn cần phải làm là chỉ cần chuẩn bị một vài cái nhánh tỏi rửa sạch, sau đó đặt chúng vào dưới gối nằm của chúng ta. Một vài cái gợi ý cho các bạn đó là các bạn có thể đặt cái tỏi ở trong cái túi áo hoặc là gì ở trên đầu giường hoặc bất kỳ cái nơi nào gần bạn, rồi bắt đầu yên tâm mà chìm vào trong cái giấc ngủ. À, cách làm này không phải có hiệu lực ngay, mà để thường xuyên thì bạn sẽ quen dần với cái mùi hương có phần hơi hăng hắc của tỏi và những cái ngày sau đó thì chất lượng giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt tỏi không chỉ là một cái gia vị quen thuộc mà còn có nhiều công dụng như là chống viêm tỏi có vị cay có tính ấm tác dụng là giải độc sát trùng chữa tiêu chảy hay là kháng ung thư bảo vệ gan à, tốt cho tim mạch à, tăng cường cái đề kháng và miễn dịch cũng như là kháng virus vân vân một trong những công dụng của tỏi là tiêu diệt vi trùng à, khi bị cảm lạnh hen phế quản hay là ho gà thì người ta thường xuyên xoa ngực bằng tỏi dã nát ra. À, dân gian vẫn quan niệm cái việc đặt tỏi dưới gối ngủ để chữa những chứng mất ngủ do tác động tích cực đến cái hệ thần kinh giúp cho người mất ngủ bình tĩnh và có đầu óc thư giãn hơn. À, tuy nhiên những tác dụng này cũng rất ít và hầu như là không đáng kể. Từ cổ xưa thì người ta đã biết sử dụng tỏi để tăng cường cái sức dẻo dai và đề phòng những cái bệnh tật. À, những cái lực sĩ thời thượng cổ ở trong các kỳ thi Olympic thì đều ăn tỏi trước khi đi thi đấu thợ xây kim tự tháp Ai Cập cũng ăn tỏi hàng ngày để tăng cường cái sức khỏe cho mình. À, khi mà có sức khỏe tốt thì ắt hẳn các bạn sẽ có sức ngủ ngon hơn. À, bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải lưu ý một số cái điều mà khi đặt tỏi trong phòng ngủ. À, thưa quý vị tỏi sẽ phát huy cái tác dụng nếu mà biết cách sử dụng đúng cách và hợp lý. À, sau đây là một vài lưu ý dành cho các bạn để đạt được cái hiệu quả rõ rệt thì các bạn cần phải đảm bảo cái khoảng cách tiếp xúc giữa cơ thể và tỏi. Không nên chuẩn bị các lẹo gối quá dày quá to quá cao đấy à, như thế thì cái khoảng cách giữa tỏi và cơ thể sẽ bị gì sẽ bị giãn xa ra và cái hiệu quả chữa bệnh nó sẽ không được như mong đợi cái gì nhiều quá thì cũng không tốt nếu bạn đặt quá nhiều tỏi trong phòng ngủ ấy thì không những không có cái hiệu quả mà ngược lại còn phản tác dụng cụ thể là sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe có thể gây ra cái mất khí hoặc là tan huyết nhiều tỏi sẽ khiến cho mùi tỏi quá nồng đậm điều này có thể làm bạn À, hoặc là gì sáng ra bị ám mùi lên người lên quần áo lên cơ thể gây khó chịu cho những người tiếp xúc xung quanh thứ hai là đặt tỏi trên bàn thờ thần tài à, thưa quý vị bên cạnh những vật phẩm thờ cúng quan trọng như là bát hương nến chân đèn tiền vàng vân vân thì nhiều gia đình đã đặt thêm một cái tháp tỏi ở trên ban thờ thần tài với mong muốn là thu hút cái tài lộc tỏi vừa là một cái loại thực phẩm vừa là cái gia vị phổ biến trong các món ăn hàng ngày lại vừa là cái bài thuốc có khả năng là điều trị cảm cúm, hạ huyết áp hoặc là gì phòng ngừa ung thư. À, bên cạnh đó, theo quan niệm dân gian thì tỏi là một trong những cái vật phẩm tâm linh có thể là trừ tà hóa sát. Tại Việt Nam thì nhiều người vẫn giữ Các thói quen là mang bên mình một củ tỏi khi mà đi dự đám tang hoặc là trẻ nhỏ mỗi khi ra đường ấy thì được cha mẹ gì đặt một cái miếng tỏi ở trong người để gì? Thứ nhất là để phòng thân và để tránh ám khí. À, bên cạnh đó thì nhiều người cũng cho rằng cái việc mang tỏi bên mình ấy để tránh bị ma bắt, thậm chí ở nhiều nước phương Tây tỏi còn được xem là cái bùa hộ mệnh để chống lại ma cà rồng và các linh hồn quỷ giữ. À, nhiều chuyên gia phong thủy cũng cho rằng cái sức mạnh và cái năng lượng của hai vị thần tài thổ địa là có hạn, nên là sẽ rất khó khăn với cái sự tàn phá của yêu ma. À, chính vì tỏi có tác dụng là xua đuổi tà khí, giảm tinh khí của linh hồn, nên cái việc đặt tỏi trên bàn thờ sẽ bảo vệ các vị thần linh thần tài. Từ đó công việc làm ăn của gia chủ sẽ thuận lợi và hanh thông hơn. Khi lập ban thờ thần tài, gia chủ nên chuẩn bị 5 tép tỏi, 5 củ tỏi thật tươi hoặc là 5, uh, hoặc là một cái tháp tỏi đặt trong một chiếc đĩa nhỏ sạch hoặc là để cả bó tỏi nguyên rồi đặt lên ban thờ. À, cũng theo phong thủy học thì cái việc bày tỏi trên ban thờ sẽ giúp cho các vị thần dễ dàng bài trừ các đạo trích, vong binh có ý định là hãm hại. Một khi mà các vị thần linh được an toàn, gia đạo thì mới được an bình và không bị phá phách. Đó là cách đặt tỏi trên ban thờ thần tài để chiêu mời tài lộc. À, thưa quý vị! thì ngoài tỏi ra thì cũng có một vài cái phương pháp chiêu tài khác mà quý vị cũng nên biết và tiếp theo chương trình tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về một cái mẹo vặt để thu hút tài lộc mà mọi người cần phải biết nếu không thì thật có lỗi với chính mình và gia đình nếu các bạn vẫn không biết việc đặt hạt đậu đỏ ở trong nhà có công hiệu thần kỳ như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, quý vị thân mến khi mà nhắc đến đậu đỏ át hẳn mọi người nghĩ ngay đến cái món chè đậu đỏ giúp thanh nhiệt thơm mát vào cái ngày hè này tuy nhiên À, không chỉ là một cái nguyên liệu làm nên những cái món ăn ngon vật lạ mà đậu đỏ còn là một cái vật phẩm phong thủy đổi vận cực kỳ hiệu nghiệm à, màu đỏ của hạt đậu tượng trưng cho sự may mắn đây là sắc màu mở đường cho tài lộc và tiền tài tự vào nhà các bạn bên cạnh đó mọi điều không may mắn sẽ bị hạt đậu tiễn ra khỏi nhà một cách sạch sẽ à, cách làm như sau này các bạn chuẩn bị một nắm đậu đỏ căng mẩy không bị sứt mẻ kèm theo một cái túi gấm lại có dây rút à, cách thực hiện thì các bạn cho những hạt đậu đỏ vào trong túi gấm nếu là nam giới thì cho 7 hạt nữ giới thì cho 9 hạt sau đó rút dây lại và đặt ở dưới cái túi gấm này dưới gối ngủ của mình cứ cách một tuần các bạn lại thay mới hạt đậu đỏ một lần à, theo quan niệm truyền thống thì cái điều này không chỉ giúp hóa hung thành cát mà túi đậu đỏ còn là cái vật phẩm phong thủy có thể giúp cho đường tình duyên của các bạn được xuân sẻ như ý À, tài lộc, tiền bạc thì cứ tự chui vào túi ào ào Mọi công việc thì đều diễn ra vô cùng thuận lợi và hanh thông. À, ngoài hạt đậu đỏ thì các bạn cũng có thể sử dụng các mẹo dân gian để xua đuổi cái tà khí, xua đuổi những cái vận xui đeo bám. Đấy. Nếu như các bạn đang bị vận xui bám giết thì các bạn chỉ cần cầm một nắm muối ở tay phải rồi ném qua, ném qua vai trái. À, thì mọi điều xui xẻo của các bạn sẽ bị bỏ lại sau lưng. Lưu ý nếu là nam giới thì cầm muối ở tay trái, đúng không? nữ giới thì cầm muối tay phải nếu mà cảm thấy trong lòng bất an lo lắng như là dự cảm sắp có điều gì không hay xảy đến với mình vậy thì khi ra khỏi nhà các bạn nên mang theo một cái miếng vải đỏ các bạn có thể cho vào túi hoặc là vào ví tùy theo uh, cách nào mà các bạn cảm thấy tiện dụng nhất uh, nhưng tuyệt đối không được cho người ngoài biết về cái sự hiện diện của cái miếng vải này một cách nữa là các bạn hãy dùng nấu nước hoa bưởi để tắm gội mọi điều không may mắn sẽ bị cái nước hoa bưởi nó nó cuốn trôi đi một mẹo nữa là rửa sạch và phơi khô cái vỏ trứng ngỗng Chờ đến đêm trăng rằm thì dùng than chấm vào một chấm đen lên vỏ trứng. Tiếp đến, các bạn dẫm chân lên vỏ trứng và niệm là hóa hung thành cát, vận xui mau đi. Các bạn làm 6 lần như vậy, thì ngày hôm sau hãy dùng cái mảnh vải đỏ và gói số vỏ trứng lại rồi đem đi chôn ở bốn hướng khác nhau. À, sau đó lấy đá đè lên cái hố chôn Cái vận xui sẽ được chấn và không có cơ hội quấy nhiễu gia đình các bạn nữa. À, thưa quý vị, như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái mẹo để chiêu mời may mắn với cái củ tỏi cũng như là cái cách hóa giải vận đen cực kỳ dễ dàng mà hầu hết ai cũng có thể làm được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.